Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì các bạn có thấy cái hồ này nó rất là quen thuộc không? Thì mình cũng đã có quay review tại The Brother Nature vào hôm khai trương rồi. Thì ngày hôm nay mình lại có mặt ở The Brother Nature để có thể quay một cái sự kiện phải nói là về kiến thức chuyên sâu về tép cảnh cũng như là làm sao để thiết lập hệ vi sinh dành cho tép cảnh ha. Hôm nay là sự kiện mà Prodibio tổ chức và có một người gọi là CEO của Prodibio tới đây để mà có thể review cho anh em cũng như là giải đáp những thắc mắc của anh em chơi thủy sinh cũng như là tép cảnh. Thì buổi sự kiện như thế nào và có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nào của anh em chơi thủy sinh cũng như tép cảnh thì hôm nay mình sẽ cover từng khoảnh khắc cho anh em xem ha. Thì ở trên tay mình đây là hai cái vé cho mình và cameraman. Thì cái vé này là đã cover cả giá nước cũng như là bánh cho sự kiện ngày hôm nay để cho anh em có thể gọi là ngồi để tích cực lắng nghe. Thì sự kiện ngày hôm nay sẽ có hai khu vực để anh em có thể ngồi. Thì cái khu vực của mình chọn là cái khu ở phía trên phòng Caradina, là cái phòng mà tép lạnh mà hôm bữa mình đã quay cho mọi người rồi đó, và một phần là ở khu phía dưới. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người cái khung cảnh trước khi mà bắt đầu cái sự kiện cũng như là đi chọn nước cho mọi người. Ok, let's go. Thường á thì hôm nay là bên The Brother đã thay đổi đôi chút rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái khu vực mà hôm nay chúng ta tham quan ha, và mình sẽ quay cho mọi người xem. Ok, đây có cầu thang nè. Ok, thì đây là Caradina, là cái phòng tép lạnh lúc trước mình có quay review cho anh em đã xem rồi ha. Thì ok, giờ sẽ vô tham quan ha. Đó, thì đây là cái màn hình và cũng như là cái, anh em khi mà vô đây thì sẽ có ghế ngồi, mỗi người sẽ có một ghế ha. Ở phía sau cũng có luôn. Anh em sẽ vừa có thể giải đáp thắc mắc cũng như là vừa có thể ngồi trao đổi trực tiếp với lại các khách mời luôn. Ok, thì lúc nãy anh Tiến cũng có chia sẻ với mình á, là do số lượng người tham dự ngày hôm nay cũng không có quá đông, cho nên là anh Tiến gom lại chung một room luôn. Thì sẽ có là những anh em có vé và những anh em không có vé, thì anh em sẽ ngồi chung với nhau để có thể dễ đưa ra được những cái câu hỏi cũng như là có được những cái kinh nghiệm sâu hơn về cái thú chơi thủy sinh cũng như là tép cảnh. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạm thời là ngưng video để mà có thể chuyển qua cái những cái khung cảnh khác. Thì như các bạn thấy ở đây là cái khung cảnh mà ở phía dưới của quán cà phê của The Brother Nature ha. Anh em nhìn thấy từ phía trên nhìn xuống rất là đẹp và rất là hùng vĩ luôn, rất là nhiều những cái tác phẩm đó, rất là đẹp luôn. Thì cái này cũng là một cái nơi mà anh em có thể tới đây để thư giãn cũng như là ngắm nhìn những cái tác phẩm về thủy sinh, về tép cảnh, về cá cảnh rất là hay đó. Ok, thì thực ra thì một lát nữa sự kiện mới được bắt đầu, thì đợi, trong quá trình đợi đó thì mình bây giờ sẽ xuống dưới để order nước cũng như là mong các bạn có thể chờ tới lúc đó ha. Ok, mình sẽ ngưng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào xíu nữa nha. Bye. Ok các bạn, thì bây giờ tụi mình đã có chỗ ngồi rồi ha. Bây giờ thì sẽ chờ để bắt đầu sự kiện. Đó, thì là cho mọi người coi thì người trước mặt đó, các bạn đó, là CEO của Prodibio. Ông là đến, ông là người Pháp ha. Thì lúc nãy anh Thành cũng có chia sẻ với mình á, thì ông là một người khởi điểm, xuất phát điểm là một người làm trong cái công ty xử lý nước thải, cho nên là các bạn có thể biết là họ có một cái am hiểu về cái vi sinh xử lý nước rất là tốt, cho nên là lát nữa các bạn sẽ được nghe được những cái kiến thức rất là hay, rất bổ ích về cái gọi là vi sinh mà Prodibio họ sản xuất cũng như là hướng tới anh em chơi thủy sinh. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu nha. Workshop ngày hôm nay, mà hôm nay là ngày thường và giờ này vẫn là giờ đi làm, mà chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây thì chúng em rất là trân trọng cảm ơn mọi người và xin phép một tràng pháo tay để lấy khởi cho workshop.
Em xin giới thiệu cái buổi workshop ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần chính. Đó là đầu tiên là tiến sĩ Nikola Tiliakos đại diện cho hãng Rodibio với các sản phẩm mà rất là nổi tiếng. Nghe hãng thì mọi người thấy rất lạ đúng không ạ? Nhưng mà các sản phẩm như là BioDigest, Stop Amor hay là BioTeam thì chắc là không ai là không biết đúng không ạ? Thì ngài Tiliakos là CEO của hãng luôn. Trước giờ thì mình gặp nhiều là các giám đốc bán hàng của các hãng lớn. Còn ở đây là ngày hôm nay là CEO, có nghĩa là người sáng lập ra hãng luôn, lần đầu tiên về tới Việt Nam. Và rất là vui vì ông đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Và special thanks for Mr. Nicholas. Thanks to you. Thanks a lot. Buổi thuyết trình của em thì sẽ gồm có hai phần. Phần đầu tiên thì ngài Nicholas sẽ nói về cái Rodibio, về quá trình thành lập cũng như là giới thiệu về một số cái sản phẩm nổi bật của công ty. Và phần thứ hai thì đại diện cho The Broader Nature thì anh Hoàng Tiến sẽ giới thiệu về cái quy trình thiết lập hệ vi sinh cho hồ tép. Trong đây thì rất là nhiều người chúng ta đã từng chơi tép rồi, chơi thủy sinh rồi. Nhưng mà để thiết lập một cái hệ vi sinh bài bản cho một cái hồ á thì em nghĩ là rất là ít người có thể làm được cái điều đó. Thì ngày hôm nay thì anh Tiến là một trong những người mà gọi là rất là dày dặn kinh nghiệm trong nuôi tép cảnh ở Việt Nam. Thì anh sẽ chia sẻ cho chúng ta về cụ thể là mình sẽ cần bắt đầu từ đâu và sẽ cần làm những gì. Và cuối cùng sẽ là một phần giao lưu với mọi người. Thì trong quá trình nghe thì anh em có điều gì thắc mắc hoặc là có những gì mà cần giải đáp á, thì xin mọi người đặt những câu hỏi nha. Thì tất nhiên đại diện ban tổ chức thì tụi em sẽ có những cái phần quà dành cho những cái câu hỏi hay của khán giả. Rồi, để không có thời gian nữa, em xin phép là được bắt đầu luôn ạ. Ok, hello, yes, you hear me? You hear me? Okay. I don't need it, it's okay? Yeah. It's okay? Yeah, it's okay. Perfect. Mọi người ở phía dưới có nghe rõ không? Ông nói không ạ? It's okay? Okay. Ở dưới anh Tâm nghe không anh Tâm? Yeah, okay. Okay, perfect. So, thanks very much to welcome me in Vietnam. Thanks very much. Thanks a lot. I'm really pleased to be here with you. It's my second time in Vietnam. But you translate or? Anh cảm ơn mọi người khi tiếp đón anh khi đến Việt Nam. He's really bad. He's really bad. He don't know English. He doesn't know English. Tiếng Anh nó hơi dài chứ tiếng Việt mình nó ngắn lắm. Yes. It will be difficult for me. Okay. So I will do a presentation of Prodibio, the philosophy, and some products. Anh muốn giới thiệu một chút về triết lý của Prodibio và công ty Prodibio tại Pháp và cũng như là một số sản phẩm của công ty. And I ask Uncle Google to help me to translate because it's not me. I don't speak Vietnamese. Và anh sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi mà của anh em đặt vì anh không biết tiếng Việt cho nên là sẽ cố gắng trả lời bằng tiếng Anh mà làm sao để cho mọi người dễ hiểu nhất. If you have a question during the presentation, please ask. It's not we're not at school, so if you have question, we can discuss, okay? Chúng ta có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, khi mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ giơ tay lên nha. You are better in English than him, right? Okay. Okay. No problem. Okay. So, first I will just show you the philosophy of Prodibio. Some slide on the Prodibio company, and after how to set up an aquarium. Yes, okay.
đầu tiên đó là anh sẽ nói về cái triết lý của Rodivio là cái gì. Rồi kế tiếp đó là ông sẽ cho mình xem được đó là những cái vài hình ảnh về công ty Rodivio này. Và kế tiếp đó là ông sẽ nói về cái làm thế nào để set up một cái hồ nước ngọt, một cái bài bản. So just to set up and to maintain an aquarium, and we use, you will see, same products for fresh and saltwater. So I know here it's more for fresh water, but I know you are for saltwater. Yeah. So I can answer to the question. Yeah, là cái sản phẩm này của họ có thể dùng được cho cả hai môi trường, đó là môi trường nước ngọt và môi trường nước mặn luôn. Thì là bởi vậy anh em có thể là có thắc mắc chỗ nào cứ việc tự nhiên mà hỏi cái ông Nicholas này. Okay, so the Prodibio philosophy, it's this one. In fact, you think when you have an aquarium, you breed fish or you take care of plants, but in fact, you mostly breed bacteria. And more you can take care of this bacteria, better your aquarium will be. Là khi mà chúng ta nuôi cá chứ không phải khi là chúng ta nuôi cá hoặc nuôi cây, chúng ta không phải đơn thuần là nuôi con cá hoặc cái cây không, nhưng mà cái cốt lõi ở đây là làm sao để cho chúng ta nuôi dưỡng cái hệ vi sinh của cái hồ cá đó. Thì là khi mà ông nói là cái hồ cá mà có cái quần thể vi sinh càng tốt thì cái hồ chúng ta sẽ càng tốt như vậy. So the Prodibio company Prodibio was started in Lyon in 1990. Here, it's the 25th birthday of Prodibio. Là Prodibio được sáng lập vào năm 1998. Thì là tới đây là đã được 20 lần sinh nhật thứ 25 của Prodibio rồi. Since 2006, we are in Marseille, in south of France. Là tới năm 2006 là họ cái công ty Prodibio này đã được mua lại và được chuyển đến Marseille. And today we are 10 people working in the company. Và bây giờ là họ có tới năm 2023 là họ có 10 cộng tác viên làm việc với họ. So this is some pictures of the company. Ở đây là cái cơ sở của họ ở Marseille, Pháp. Prodibio is represented almost all over the world. From USA and South America until Australia. Và sản phẩm của Prodibio được phân phối trên toàn hầu như là trên toàn thế giới từ Mỹ cho tới Úc. So, now I will show you how we prepare, how we manufacture all the vial and all the products, just to show you how the vials are made. Okay. Và tiếp theo là Nicholas sẽ giới thiệu cho mọi người biết là một cái ống mà vi sinh, một cái ống vi sinh, một cái ống sản phẩm đó họ đã tạo ra như thế nào. Sorry. Perhaps. So in fact, the small vials are made by very big tubes of glass of more than 3 meters high. You see? And là những cái ống này nó được nó sẽ được làm ra từ một cái ống thủy tinh dài khoảng từ 2 mét. And this glass of this tube are cut by the different flamer. We don't produce this in the company. This is one of our partners specialized in pharmacy and medicals who prepare this for us. Yeah, họ không có trực tiếp làm ra cái ống nghiệm này mà đó là một cái bên đối tác của họ mà có chuẩn y khoa. Có chủ y khoa để họ làm ra được cái ống nghiệm này, có nghĩa là họ đang muốn nói là cái sản phẩm của họ đạt chuẩn y khoa. I don't know in Vietnam, but in France we are very used to use this kind of vials for medicines.
là ở Pháp là đa phần là họ thường sử dụng những cái sản phẩm thuốc mà được bảo quản trong những cái ống nghiệm như vậy. So when the vials are ready, we receive it and we need to fill the vials. Và so mà khi mà họ bên bên nhà máy này họ làm xong này, họ sẽ chuyển giao lại cho bên Rodeo để đưa những cái sản phẩm của Rodeo vào cái những cái ống nghiệm như vậy. So the vials are in a box. In this box, there is more than 600 vials, and you will see how we can fill these vials. Là những cái ống nghiệm này sau đó được bỏ vào trong những cái hộp rồi mới tới tay chúng ta. So there is a tank with the products we want to fill in the vials. This tank we can put it under vacuum. And so you will see. So this is the box with all the vials. We remove the oxygen, the air. You see, you have seen the liquid filled in the glass. Rồi sau đó là họ sẽ dùng cái bồn chứa sản phẩm của họ giống vậy, xong đưa một cái loại ống vào, rồi bắt đầu sử dụng lực hút chân không để đưa sản phẩm của họ vào trong từng ống nghiệm. After that, the vials, the filled vials are clean, washed. Những cái ống nghiệm này sẽ được rửa và sẽ được hàn miệng lại, giống như trong video chúng ta đang thấy. And they go through a flamer that sealed the top of the vial. Yes, already. Okay, you are really better than this guy. Yes? Like when you use the flamer to yes? No, because you don't see it. When we flame, in fact, the vials are they go through water, okay? And in fact, you have the level of the water here, and you have just the point of the vials up to the level of the water. So the water will refrigerate all the products, and the flame is just for the top of the vials. In fact, there is no, the product is not heated by the flame. Là cái anh này anh mới hỏi ông Nicholas á, là khi mà cái những cái sản phẩm đã chứa những cái ống nghiệm đã chứa những cái sản phẩm chẳng hạn như lượng vi sinh á, vi sinh hoặc là stop amo rồi này nọ các kiểu đi qua cái máy mà hàn miệng lại như vậy thì là có bị ảnh hưởng, thì cái nhiệt độ của ngọn lửa có làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm của ổng hay không, thì ông mới nói là sao, ông mới nói là những cái chỗ mà được hơ lửa á, là nó nằm ở trên bề mặt, còn những cái chỗ mà có sản phẩm á, thì là sẽ có một cái môi trường nước nó ngập trong nước, và cái nhiệt độ của cái lượng nước này sẽ bảo quản cái sản phẩm của ông và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của lửa. Thế là lạnh á, cái rồi. Dung dịch trước khi vô á là nó được bảo quản là lạnh, cho nên khi còn lửa hơ ở phía trên á thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới hóa chất ở dưới hết. Đúng rồi. Nên mình thấy cái ống mà Belvedere á không bao giờ nó đầy hết, nó có một cái khoảng thở, có nghĩa là cái phần lửa nó cách rất là xa so với hóa chất chứ nó không có tiếp xúc trực tiếp, cho nên là sẽ không bị ảnh hưởng về chất lượng. To give an example, we can, if we want, we can fill products with alcohol in the vials. So it's we go down the temperature of the water, so the even if we put the flame, it cannot burn the alcohol. Ví dụ là cho dù chúng ta có để cồn như trong cái ống nghiệm đó chẳng nữa, nhưng mà nếu mà cái lượng cồn đó mà được một cái lượng ở cái nhiệt độ mà giống như cái môi trường nước á, thì là cồn nó cũng sẽ không bị bốc cháy được. Thì có nghĩa là cái nhiệt lượng mà khi để hàng lại sẽ không ảnh hưởng tới cái sản phẩm của họ. Okay, so now what are the main advantages of the other vials? There is different advantages. First, I don't remember in which order because my Vietnamese is not good, but the glass vial protects the product inside, okay?
we don't use a lot of water, so we have concentrated products. It's okay. I will restart. The glass vial protect the products, so it's good for the to protect the products. Inside there is no air. We replace the air by argon, so you keep the product fresh a very long time. Thì ông tới cái phần này ông sẽ giới thiệu đến là những cái đặc điểm nổi trội của sản phẩm của bên Prodivio. Thì là sao? Cái sản phẩm của Prodivio thứ nhất là được bảo quản cho ống nghiệm, và cái ở trong cái sản phẩm này nó là không có không khí, tại vì họ đã thay đổi không khí ở trong ống nghiệm bằng khí argon rồi, nên đâm ra là sản phẩm của Prodivio sẽ được bảo quản rất là lâu. You see, the glass is tinted, so it also protects against the UV. Và cái sản phẩm, cái ống nghiệm bên Prodivio có thể họ có khả năng là chống lại cái tia cực tím luôn, nên làm ra tia cực tím sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. It's a one-use product, so it's a pre-dose system, so you don't waste product. You break the vials, you put the product in the tank, and it's finished. That's all. Và sản phẩm của họ được chia nhỏ ra cho từng liều một cách hợp lý, để khi chúng ta mở ra là chúng ta sử dụng hết toàn bộ những cái phần thuốc, những cái phần vi sinh đó cho một cái liều như vậy để tránh lãng phí. It is also a good product for environment. Is environment friendly? Why? Because it's glass, so the glass is you can reuse it indefinitely. Và sản phẩm của Prodivio rất là thân thiện với môi trường, tại vì là sao, cái phần vỏ của họ được làm bằng thủy tinh, mà thủy tinh thì có thể tái chế lại được. And because inside we use very concentrated products, even if we ship from France to Vietnam, we don't ship a lot of water. So we keep this because you have water at home in the aquarium. So it's very easy for you to take, to put inside, and that's all. And at the end also, the product is really cost effective. I mean, if you compare the price of a vial and the volume of the water treated, you will be very surprised because it's not really expensive. Và sản phẩm cái liều, và những cái sản phẩm này thì có cái liều rất là đậm đặc, nên khi chúng ta sử dụng lại rất là tiết kiệm. Okay. Sorry. Back at it. Sorry? And we talked about the advantages. Okay. By Vietnamese. Ah, it's for you. Yeah. Rồi em sẽ giải thích lại cho mọi người dễ hiểu cái phần này, là mình sẽ phân tích là tại sao cái này nó có nhiều ưu điểm hơn so với những sản phẩm khác. Thì đầu tiên là mình tính hiệu quả về phần kinh tế. Thì khi mà ship về á, như mình biết thì các sản phẩm mà dạng nước á, mà vận chuyển như là ở đây là vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, không phải hàng Trung Quốc nha mọi người, hàng chính hãng Pháp, thì cái thời gian vận chuyển nó là lâu, và trong quá trình vận chuyển thì nó rung lắc rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái việc mà các thành phần của Prodivio này là bên trong nè, gọi là rất là đậm đặc. Bởi vì sao? Một ống này mình sử dụng được cho 1.000 lít nước. Một ống này sử dụng cho 1.000 lít nước và 15 ngày mới phải châm lại một lần. Thì khi mà vận chuyển về, ví dụ như tương ứng một sản phẩm khác, mình sẽ vận chuyển khoảng 2-3 lít dung dịch. Thì cái này chỉ có một cái hộp nhựa nhỏ xíu thôi, hộp nhựa bằng 4 ngón tay này thôi. Thì khi mà vận chuyển về đây á, thì nó hầu như là sẽ không bị hư gì hết. Vấn đề thứ hai là lợi ích về cái ống tiết này á, thì nó được làm bằng thủy tinh rất là mỏng, và nó có thủy tinh này là không phải thủy tinh trong suốt mà là thủy tinh màu, cho nên là nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi như mà nói là UV hay là ánh sáng mặt trời á, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Còn cái phần mà như mình nói hồi nãy là cái ống biodegrade này không bao giờ nó đầy á, nó có một cái khoảng hở đó, thì đó không phải là không khí mà họ đã rút hết không khí ra rồi, bên trong nó hoàn toàn là khí trơ, cho nên nó bảo quản được là mình gọi là vĩnh viễn luôn. Cái sản phẩm ống biodegrade này thì để được rất là lâu,
là không hề có hạn sử dụng trên đó. Mọi người để ý trên cái hộp nó không hề có đáp sử dụng đúng không ạ? Có nghĩa là nó xài được hoài luôn. Và khi mà cho với cái liều lượng mà cho 1000 lít nước như thế này á, em giả sử cụ thể ở đây đi, trong cái vàng hồ của mình như thế này, nếu mình sử dụng những sản phẩm vi sinh khác bao nhiêu là đủ ạ? Còn BioGet như từng ngày nước, hình như em tính sơ sơ thì cần một ống là đủ rồi, và 15 ngày sau mới phải châm lại. Và giá bán một ống hiện tại đang là khoảng 30.000, 30.000 cho 15 ngày cho nguyên một phần test này luôn, thì hiệu quả nó rất là cao đó. Rồi như ông nói thì cái phần thủy tinh này có thể tái chế lại được, nó thân thiện với môi trường hơn. Cái thành phần bằng thủy tinh á, nó còn một cái lợi thế nữa là như bên y tế mình hay sử dụng á, chẳng hạn những cái loại thuốc mà đặc trị á, hoặc là những loại thuốc mà mắc tiền á, thì họ đều dùng bằng chất liệu thủy tinh để bảo quản thuốc hết, chứ không sử dụng nhựa. Bởi vì nó sẽ có bị ảnh hưởng, đó là trong nhựa nó sẽ có một số thành phần nó có thể thôi nha mọi người, là hòa tan với lại nước, nó sẽ làm thay đổi cái chất lượng của sản phẩm, thì thủy tinh vẫn là sản phẩm tốt nhất. Ok. Ah, better. Ok. So, now I will explain how to set up an aquarium. So, you know the nitrogen cycle, okay? So, there is different products in Prodibio using bacteria. So, bacter kit soil, this is bacteria and nutrients for bacteria for the soil. Okay? Aha. He's sleeping. I restart. Yeah, please. This is the nitrogen cycle in an aquarium. There is different products with Prodibio to set up an aquarium. So Bacter Kit Soil will seed the soil of your aquarium. And Biodigest will work in the water, in fact. Và cái okay. Biodigest đó là sẽ xử lý ở cái môi trường ở trên nước, còn Bacter Kit Soil sẽ giải cái hệ vi sinh cho cái phần nền của chúng ta. In a marine tank, you use Bacter Kit Aragonite. It's different strengths for the soil, but in salt water. Yeah. Và ở bên phần bên hồ nước mặn đó sẽ có sản phẩm khác nữa, là để chuyên dành cho hồ nước mặn, cho cái phần nền. Okay. So, how to set up an aquarium? Okay, if we are in fresh water, you have regularly chlor and chloramine in the water. So first, we have chloral reset to remove the chloramine and the chlor in the water. Là bước đầu tiên á, là khi mà chúng ta sử dụng bắt đầu với hồ nước ngọt á, thì là cái nước máy chúng ta sử dụng thường sẽ chlor và chloramine. Thì bước đầu tiên chúng ta làm lại thì là tẩy là chlor và chloramine ở trong nước máy ra. After that, you add all the box of Bacter Kit Soil in a short quantity of water. Là tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng tới cái bộ Bacter Kit cho cái phần nền. Okay. You add the soil, so the soil will absorb the bacteria, in fact, you have put in the water. Là chúng ta cho một cái lượng nước vào trước cho cái Bacter Kit Soil này xong. Rồi tiếp theo chúng ta mới bắt đầu cho cái phân nền chúng ta vào, và cái phân nền chúng ta sẽ bắt đầu hấp thụ những cái vi sinh của cái bộ Bacter Kit Soil này. After that, you fill the water, you plant, you add startup. Startup. Rồi xong rồi bắt đầu chúng ta mới bắt đầu set up rồi cho đèn nước vào, mới bắt đầu chúng ta sử dụng tiếp là cái bộ starter. So here you have set up your aquarium, okay? You can add fish after
In fresh water, after 6 hours, you can start, or 3 hours, you can start to put stronger fish in your aquarium. And I will stop a moment. I will explain you how it is possible. You will understand why. Yeah. And this is for the maintenance, okay? You use BioClean. After 2 weeks, you start to use BioClean. It's BioDigest and BioOptim. So BioClean is a kit, but you can also use BioDigest in one side and BioOptim in the other side. It's up to you. Inside this, it's a kit. You have BioDigest and BioOptim in one box, okay? But if để bảo trì định kỳ hồ á, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ BioClean này. Thì thực ra bộ BioClean này là chỉ gồm có hai sản phẩm, BioDigest và BioOptim thôi. Cho nên là ông kêu là nếu mà mình không, tại vì như thế là trong thành phần nó chỉ có hai cái đó. Nên bên em không có nhập BioClean về, mà mình sẽ dùng, mình có thể dùng trực tiếp ống BioDigest và ống BioOptim để châm trực tiếp vào hồ luôn khi mà thay nước hàng tuần á. Okay. So I will speak a little about the different substrate we have in Prodibio. So this is a substrate, okay? It's made in France. It's a French soil, and it is a substrate. It's totally different than the aqua grow soil, okay? This is you can put it under the aqua grow soil or under gravel, but you need to put some heavy materials on it, otherwise it can go to the surface. Sorry. Thì ông nói là cái này là được sản xuất tại Pháp và bởi người Pháp, cho nên là hầu như nó sẽ có rất nhiều sự khác biệt so với những cái cốt nền khác. Dưới đáy này có thể làm ở dưới so đáy phân nền, hoặc là dưới đáy sỏi hoặc là cát chảy lên trên. Nhưng mà nếu mà còn chảy sỏi hoặc cát thì phải chảy với số lượng lớn, nặng hơn. Nó gần okay. Giống cái GBL. This is the aspect and the quality of the soil, okay? Aqua grow soil, so it's a soil is made in Japan. The composition is exactly the same. The only difference is the size of the grain. Cái phân nền của hãng này được sản xuất ở Nhật Bản, và cái sự khác nhau họ tạo ra hai cái size, một cái size nhỏ họ đặt tên là dành cho phân nền cho thép, một size từ 1 đến 3 mm là phân nền cho thủy sinh. And this soil is, of course, there is a lot of soil on the market. A very famous one is ADA soil. It was the first one. There is difference between this soil and, for example, ADA soil. Có rất nhiều phân nền thủy sinh ở trên thị trường, và bây giờ thì anh ấy sẽ lấy ví dụ là ADA. ADA soil is rich in ammonia. So when you use it, you need to rinse several times the soil before adding, for example, fish or shrimp inside. You are specialized in this ADA soil. So I think, tell me if my information are not correct, but I think you need to rinse the soil, no? Yes? I need to test. You will do it. You see, phân nền ADA thì ngay từ ban đầu thì sẽ nhả ra rất nhiều ammonia, cho nên là cần phải chạy nước và thay nước, và một thời gian sau thì mới, một thời gian khá lâu thì mới thả tép hoặc là cá được. With this soil, there is not release of ammonia.
That's why when you use it, and previously I told you you can put fish quickly inside, it's because of the soil. You can do it. There is not a release of ammonia. Okay? So now we are going to speak about biodigest. Đây bây giờ thì họ sẽ lý giải cái nguồn gốc của biodigest khi mà họ nghiên cứu. Product, this product, in fact, we design it. It works in fresh, both in fresh and salt water. Okay, why? Because we have inside strains of bacteria working in specialized for fresh, other for salt, and we also add some bacteria we found in brackish water, mean when the river goes into the sea. In this area, there is specific bacteria. We use also inside. Khi mà họ nghiên cứu các cái nước ở cửa biển, cửa sông khi đổ ra biển là cái vùng nước lợ ấy, thì họ đã tìm ra một số cái chủng vi khuẩn có lợi mà có thể hoạt động trong cả nước mặn và nước ngọt. Okay, there is different kind of bacteria in biodigest. Several strains of bacteria. Biodigest thì có rất là nhiều cái thành phần vi sinh ở bên trong nó. And in fact, the work of one strain start when the work of another one stop. So it's like a football team. All the bacteria are doing their job in biodigest. Nó giống như một cái đội bóng, mỗi cái thành phần vi sinh nó sẽ phối hợp với nhau để cho một cái hiệu quả là tốt nhất. And why biodigest will use nitrogen and phosphor? It's because the bacteria use this element to develop themselves. Bởi vì vậy cho nên là cái thằng biodigest nó có khả năng đó là hấp thụ nhanh các nguyên tố là nitơ và phốt pho, là giống như trong quá trình mình cycle một hồ tép á, thì mình cần cái quy trình là bao nhiêu anh Tiến? Tối thiểu là 1 tháng. 14 ngày, nó thành 14 ngày. Nhanh nhất là 14 ngày thì để mình có thể hạ giảm được cái thành phần nitơ và phốt pho đó. Thì ở biodigest có những cái thành phần nó là đa chủng loại cho nên nó có khả năng hấp thụ, có thể là rút ngắn được cái thời gian hơn. Thì ở đây em đã thử nghiệm thực tế đối với cái nền Rodibio này, là em đã có một cái video là thả trực tiếp gần 2.000 con tép vô ngay lập tức cái hồ vừa set up xong luôn, và đảm bảo là nó vẫn còn sống nha. And more bacteria will absorb nitrogen and phosphorus, more there will be bacteria, and more there will clean the water. So it's a cycle also. Và sau khi mà hấp thụ cái nitơ phốt pho đó, thì cái thằng biodigest nó còn có là khả năng đó là tận dụng cái nitơ và phốt pho đó để xử lý nước luôn, chứ không phải là như những cái thành phần khác là làm cách nào để triệt tiêu được nó. Còn cái này mình sẽ tận dụng nó để mà xử lý nước tiếp tục luôn. Okay, so previously I speak about startup. Startup is a kit. In this kit you find biodigest and stop ammo. Okay? Sau sẽ nói về cái sản phẩm đó là startup. Thì như hồi nãy mình nói là trong thành phần nó chỉ là sự kết hợp của biodigest và stop ammo. So, how it works? If you have stop ammo in an aquarium, okay, you have ammonia. Ammonia is toxic for the fish. So we speak ammonia and nitrite, okay? These products are toxic for the fish. So, when you use stop ammo will catch around 70% of the free ammonia in the water. Như hồi nãy mình nói là cái quy trình cycle đó là làm sao để hấp thụ cái nitơ, thì quy chế của cái thằng stop ammo này á, là ổng dịch sang cái việc là cái chữ là bắt, nó giữ cái nitơ lại là được 75%. So if you have question here, it's important because if you understand this, you will understand
how startup works, okay? Mọi người có đặt câu hỏi gì về cái này không? Bởi vì khi mà mình hiểu về cái vấn đề này thì mình sẽ hiểu được là cái startup nó hoạt động như thế nào. So you have ammonia in your aquarium, you add stop ammo. Stop ammo will bind 70% of the ammonia, the free ammonia. It means the level of ammonia in the water will decrease. Stop ammo này nó bắt 75% cái nitơ, cho nên là khi mà thành phần nitơ trong hồ nó sẽ giảm xuống sau khi sử dụng. Please, in chemistry, this is an equilibrium. It means it's a catch and release, okay? Catch and release. But globally, you have 70% of ammonia linked, okay? So, I go, it's okay? So, we set up an aquarium. You put the water, you add startup inside, okay? So little by little, you will have ammonia. So ammonia, we saw previously, with the stop ammo, it binds 70% of the ammonia. Cái stop ammo là nó sẽ bắt lại là 75% cái ammonia. But we have also the biodigest bacteria in the aquarium, okay? So the biodigest, the bacteria, will digest, will eat the free ammonia. Not this one, because it's too big. Just the free part, okay? Cái vi sinh biodigest thì tất nhiên là nó sẽ không ăn hết được 100% cái thành phần ammoni. Thì như hồi nãy mình thấy là cái stock ammo nó đã giữ được 75%, thì còn 25% còn lại á, thì thằng biodigest nó mới ăn cái đó. So, this part is removed from the water, from the total water, okay? Cho nên là trong nước là mình đã remove được 25% cái lượng ammoni, còn 75% còn lại là stock ammo nó đang giữ ở đó. But you remember, it is an equilibrium. It's an equilibrium. It means stop ammo will release, catch and release. So, this doesn't exist, so the toxic ammonia reduce. Stop ammo will catch 70% of the new concentration lower of the ammonia. Rồi, cái này giải thích lại từ đầu mình mới hiểu được là lượng ammoni có nghĩa là không tốt cho hồ tép, hồ cá, hồ thủy sinh. Thì lượng ammoni ban đầu mình tưởng tượng là 100%. Thì sau khi sử dụng thằng top ammo này thì nó sẽ bắt giữ lại là 75%, còn 25% còn lại thì bao thì ghép nó sẽ ăn hết cái số này. Thì vi sinh như mình sử dụng bất cứ loại nào cũng vậy, nó sẽ triệt tiêu được một phần thôi, không triệt tiêu hết được 100%. Thì khi mà triệt tiêu 25% thì đây còn lại 75, đúng không ạ? 75 xuống như này thì cơ chế của top ammo á, chúng cái kẹp lại xong nhả ra, nhưng mà nó là như thế này. Sau khi 25% này triệt tiêu rồi, đúng không ạ? Còn 75% ở đây thì bắt đầu stop ammo nó nhả ra. Thì khi nhả ra NO3 đây thì NO3 là còn 75%. Và sau khi đó nó tiếp tục nó bắt lại 75% của cái số còn lại này. Thì nó nhả ra một cái phần nhỏ ở đây, và tiếp tục là vi sinh lại ăn tiếp từ từ cho đến khi hết. Nhưng mà hiệu quả của nó là nằm ở chỗ nào? Với những loại vi sinh bình thường có thể triệt tiêu được 25% thì 75% còn lại nó vẫn có hại cho hồ, đúng không ạ? Còn như cái này thì thằng stop ammo nó sẽ giữ nó lại, có nghĩa là nó không gây nguy hiểm cho hồ, rồi sau đó bắt đầu nhả ra để tiêu diệt từ từ giảm xuống đến khi nào về không thì thôi. So in fact, this is usually what you have in your tank, okay, without using this one. Okay, but if you use startup, instead to have the peak, you will have something like a potato, something like that. Okay, so the level here. Oh, sorry. No. Yes. So the level here is never harmful for the fish. Please translate.
cái lượng vi sinh nó không xử lý được 100% cái amoni đúng không ạ? Thì những cái loại vi sinh khác mọi người để ý nè, ban đầu lên rất là cao, giảm dần mất một thời gian dài, nhưng mà mọi người nhìn thấy rõ nhất là cái sự thay đổi đột ngột. Thì hồ test mình luôn luôn mình nghe cái từ là hồ quen ổn định chưa, thì đó, cái sự thay đổi này của những cái loại khác nó sẽ là diễn ra rất là đột ngột, thì ảnh hưởng xấu đến hồ cá test. Còn đối với khi sử dụng startup này thì cái quy trình nó sẽ đều như thế này. Tất nhiên là hạ không có sản phẩm nào thần dược mà giết liền hết 100% hết, mà nó sẽ là giảm từ từ. Thì cái startup này khi sử dụng á thì nó sẽ hạ đều, nó sẽ giảm đều. Mọi người nhìn cái sơ đồ, cái đường màu xanh nó sẽ thấp hơn những cái sản phẩm khác, nhưng quan trọng nhất đó là nó sẽ đi đều để giúp cho hồ nó ổn định hơn. So there is people who ask us, oh but I use startup and I do test, but I see there is ammonia in the aquarium. Of course, there is ammonia, but never a harmful level for the fish. Okay? Cho nên là nhiều khách hàng người ta hỏi là trong cái hồ của họ lúc nào cũng có thành phần ammoni hết, thì tất nhiên là không tiêu diệt hết 100% được, nhưng mà nó ở một cái mức độ, nó luôn luôn kiểm soát ở cái mức độ thấp. Thì mình thấy rõ nhất là mình hay nghe cái trường hợp là tép bị trúng độc á, thì con tép nó bị đổi màu á mọi người, màu tím đúng không ạ, tím hay là màu đỏ, nó sẽ đục thân hoặc là nó quéo cái người lại hoặc là nó đổi màu. Thì đó lý do là cái nồng độ của amoni nó cao, còn việc sử dụng cái sản phẩm này á, thì giúp kiểm soát ở cái mức độ vừa phải, mức độ cho phép để có thể thả được tép mà không bị ảnh hưởng. That's why we say we manage the nitrogen cycle, but we don't prevent the nitrogen cycle. Okay? Đó là lý do mà cái vi sinh người ta sử dụng là chỉ chú ý đến cái việc là quản lý triệt tiêu cái quy trình mà cycle nitơ đó. Okay. Now we have set up the aquarium. After 2 weeks, we'll need to do the maintenance of the aquarium. So for the maintenance, oh, it's the old picture. For the maintenance, BioClean, in BioClean, inside, you have BioDigest and BioOptim. Rồi, thì mình có cái quy trình là mình gọi là bảo trì hồ đó. Thì như bình thường mà mấy anh chị hay đi làm hồ cho khách thì thường là khoảng, nếu mà đúng là một tuần hay nước một lần, đúng không ạ? Thì đối với sản phẩm của BioDigest sẽ làm 15 ngày là 2 tuần, mình mới vệ sinh một lần. Và mình sử dụng cái sản phẩm là BioClean, là sự kết hợp của BioDigest và BioTeam. Thằng nói cái BioTeam hồi xưa là BioDigest. Yeah. Có cái sản phẩm BioDigest. Cái BioTeam này mọi người nếu mà ở bên nước ngọt mình nghe thấy hơi lạ đúng không? Mình sẽ nghe đến nhiều cái sản phẩm là BioJ đúng không ạ? Thì do là sản phẩm mới, hiện tại mà từ khi bên em bắt đầu tiếp nhận độc quyền á, thì cái sản phẩm mà BioJ á thì ngưng ngô, và BioTeam dành cho nước mặn. Hồi đó là nó sẽ chia ra nước ngọt và nước mặn riêng. Nước mặn là BioTeam, nước ngọt là BioJ. Thì bây giờ cái sản phẩm mới, BioTeam mới, nó sẽ có một cái dòng ghi ở đây này là for fresh water and salt water. Có nghĩa là dùng cho cả nước ngọt và nước mặn dùng chung. Có nghĩa là cái tray đó là bỏ rồi nha mọi người. You can also use BioTeam if you want when you start up the tank. It's good for the bacteria too. Okay, you add cái one. Cái này là cái startup á, thì có BioTeam á, mình có thể dùng cái này luôn, thay cho cái startup luôn. So this picture, there is a lot of people on the okay. So there is a lot of question. Why I need to add BioTeam? Why? There is a lot of food in the aquarium for the bacteria. Okay? People think this, and it's in part true, but I will explain to you. Đó là lý do mà mọi người thường hay hỏi là tại sao mình châm cái BioTeam này, dịch sang tiếng Việt mình nói cho dễ hiểu, có nghĩa là nó là thức ăn dành cho vi sinh. Vậy thì tại sao là châm vi sinh rồi mà tại sao phải châm thức ăn cho nó? Trong khi trong hồ mình, như mọi người nói là hồi xưa mình hay có ví dụ là bóp con cá cho nó chết để cho vi sinh nó ăn á, thì tại sao mình cần phải châm cái BioTeam đó? Thì ở đây anh sẽ giải thích về cái việc sử dụng BioTeam đó. Okay, so imagine one moment, you are very, very, very angry.
Okay. Could you translate, please? Bạn thử tưởng tượng là vào một ngày nào đó, giống như lúc này em cũng đang cảm thấy rất là đói. Okay. What are you doing? Thì các bạn sẽ làm gì? Đói thì phải làm gì mọi người? Một bạn ngồi. Do you want? You take your gun. You go to find a cow. Or a chicken, because I know there is people prefer chicken. Okay. Mọi người có thể ra nông trại bưng nguyên con bò ăn được không? Không đúng không ạ? Thì mình phải làm gì? You will kill the cow. Có nghĩa là mình cần phải làm gì đối với con bò đó mọi người? You cut the cow. Mình phải chế biến nó đúng không ạ? You go to cook the cow. Mình phải nấu nó. And finally you eat. Rồi sau đó mình mới ăn được. Or you go direct to the restaurant. Hay là mình đi thẳng tới nhà hàng kế bên này ở đâu một tí để mình ăn bò bít tết luôn. We are lazy. We are lazy. But bacteria too. They are the same as us. Cái vi sinh nó cũng như vậy. Nó không ăn phần cá. Bacteria will go where the food is easy to eat. Vi khuẩn, vi sinh, bao vi sinh hay những vi sinh khác thì nó đều là như vậy. Bacteria need energy to clean the water. Cái vi sinh đó, nó cần cái nguồn cung cấp năng lượng cho nó để nó làm sạch nước. And to have this energy, there is a different kind, carbon source in one side, but this is not a carbon source. This is vitamins and specific microelement for the bacteria. So they absorb this and after they can go to work. Such as us. Thì như mình nói cái vi sinh đó, nó cần cái thức ăn, nhưng mà quan trọng á trong hồ, cái thức ăn trong hồ nước nó là cái gì để cho nó có thể ăn được. Thì như mình giải thích hồi nãy là ví dụ mình đang đói bụng á thì không thể mình ăn nguyên một cái con bò, mình lấy con bò mình làm cặm nó được, thì cần phải cắt nó ra, chế biến nó và nấu nó để thành một cái món ăn. Thì cái thằng biotin nó là cái thức ăn mà gọi là dạng sẵn, có nghĩa là thức ăn nó đã có thể hấp thụ một cách dễ nhất ở trong hồ rồi. Khi mình cho vi sinh vào, không phải cứ cho vi sinh vào trong hồ là tốt đâu. Nó cần phải là có cái nguồn cung năng lượng, giống như có pin á, có pin sạc cho nó thì nó mới hoạt động tốt được. Thì cái biotin này là cái thức ăn dành riêng cho nó, và thành phần của nó, thành phần chính là vitamin, là có nghĩa là dễ hấp thụ hơn. Okay. So for fresh water, we have designed products in bottle in the past, but we are thinking to move it in glass vial too. So before the end of the year, all the products will be in vial too. Cho nên là những cái sản phẩm mà ngay từ đầu mình thấy cái bao đi xét á, quy trình bảo vệ trong cái ống thủy tinh á, thì nó tốt hơn rất nhiều so với những cái chai nhựa này. Thì sắp tới những cái sản phẩm của Prodivio này thì họ sẽ làm trong cuối năm này, họ sẽ làm là chuyển về cái dạng ống thủy tinh để dễ sử dụng và dễ bảo quản hơn. So, you know there is a lot of people in the world who represent Prodivio. Until now, I have not a Vietnamese ambassador. I hope I will find one. I really hope. Và đây tức là những cái danh sách những cái người mà làm đại sứ cho hãng Prodivio mình thấy ở thứ hai từ dưới xuống nè. Mọi người biết ở ai đây không ạ? Tất nhiên là không, mà sao thì sao thấy được. Đây là Fukada. Takayuki. Là đã từng giành nhận hạng nhất của giải IFLC của ADA đó. Còn rất là nhiều người nổi tiếng nữa. Thì mọi người muốn xem cái này thì tí nữa kết thúc em sẽ gửi trong group cho mọi người xem. Và đây là những cái người nổi tiếng của các hãng thủy sinh của các nước trên thế giới. Nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có. Em đang cần tìm một cái đại sứ nổi tiếng ở Việt Nam. This is some, but there is a lot of pictures from tanks, and I saw here really nice tank. I hope one day I will be able to put a picture of you here. Đây là những cái hồ thủy sinh mà có sử dụng cái sản phẩm của Rodivio, và ông ở chỗ của anh Tiến, The Brother này có rất là nhiều hồ đẹp và anh sẽ nghiên cứu để cho nó vô cái slide thuyết trình của anh. Okay.
Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. And if there is question, feel free. Em muốn hỏi là bên cá y tế mình có cái khái niệm là bị ngộ độc amoni á, thì cái tốt amo đó nó có hỗ trợ là giải độc đó hay không, hay là chỉ là có tác dụng khi mình xài cồn nước thôi? Sao cho dễ hiểu thì có thì nghĩa là tỷ lệ đang cao thì nó đấy là vậy, dịch sang tiếng Anh dẫn dễ hiểu. Mấy cái này tức là không phải ở quá trình cycle mà cái quá trình bình thường là có gì sai được, có mà thôi không? Tại chắc nó giữ rồi, ngã trong vậy thì he asked about the Prodivio product can yes. reduce amoni for water. For maintenance. For maintenance. For water, but now for with the stream or fish, can we reduce amoni for that? Could you repeat, please? Excuse me. Could you another time? Bạn hỏi là when you have a fish and yes. swim already in tank. Yes. You can add. Yes. That, yes. Can I stop amount? Yes. Yes. Sometimes, you know, it happens. You have a fish who died. Yeah. Okay. It's below a rock. You don't see it. Yeah. And you have a peak of ammonia. Yeah. You can use it inside. Of course. But first, remove the dead fish, yeah. remove it, and you can use biodigest and stop ammo. Yes. Okay. Even if we have the fish or shrimp inside, no problem. Anh giải thích thêm là những cái con cá, con tép mà sử dụng trong hồ á, thì nó sẽ có chất thải đúng không? Thì nó làm tăng cái amoni đúng không? Thì đầu tiên á, là mình phải hút cái cặn nó ra, hút cặn hút phân ra. Xong rồi mới châm cái sản phẩm này thì nó vẫn có tác dụng giảm amoni. And even if dạng mà biệt ốc á, giải độc cho con cá á, là nó có cái khả năng đó không? Đây là chỉ các tác dụng trong nước thôi. Cái chữ này hơi khó chịu. Khó dịch ra. Nghĩa là đây đây anh giải thích cho thành cho con cá. Ý bạn hỏi á, tức là cái stock ammo đó nó có thể là ngay lập tức mà giải độc cho con cá. Cái cho nước. NO3 detox mean remove ammonia, remove nitrate, nitrate. Inside the fish. Ammonia, it's NO3. NO3 is already. It's it will work in the water, not inside the fish. Cái đó là nó hoạt động ở trong môi trường nước. Em còn cái em đang muốn anh giải thích đó là cái amoni đó thì nó là ở trong nước chứ không phải trong cá tép. Đúng rồi. Thì ý em muốn hỏi là được hay không thì nó được. Anh nói dùng được cho được con cá tép á. Là ý em muốn hỏi về vấn đề đó chứ không phải là trong cái môi nước. Ý là nó nói là cái amoni đó thì nó nằm trong nước chứ không phải nằm trong con cá tép. Cho nên khi châm á là nó giảm trong nước và nó có tác dụng. Excuse me. Usually, when you start up the tank, you use one time. At the beginning, okay? At the beginning, usually it's sufficient. After that, if you see you have a problem because of a dead fish, because you put too much food inside, you can use it. But yeah. It's not necessary. You use stop ammo, start up, in fact, at the first time, or when you have a problem. It's a pharmacy, in fact. Bạn hỏi là khi nào cái stop ammo thì bao lâu mình châm một lần á? Thì ông giải thích là cái stop ammo mình chỉ sử dụng lần đầu tiên khi mà set up hồ á. Còn sau đó chỉ khi nào có vấn đề thì mình mới sử dụng.
chỉ có cái bao digest với lại bao tim mới là châm định kỳ thôi. Còn cái stop ammo khi nào có vấn đề, ví dụ mình cho ăn đồ ăn quá nhiều. And you can use it in salt water too, same, fresh and salt, both. So there is no problem with the corals, no problem with invertebrates. You can use it. What's the name of the algae? Yes, but those are, in fact, the. In fact, if you want to fight the algae in a tank, you need to do a competition, a food competition. The product, like Biodigest or Biotin, is not chemicals. Okay, there is chemicals on the market. If you can use it. The problem is it can make a lot of problems in your tank because it breaks the cycles, all the cycles yes, you have inside. You can use Biotin and Biodigest. Instead to use it every 2 weeks, you can use it every week. So you will overdose a little bit Biodigest and Biotin. And doing this, bacteria will be more and more efficient and will eat everything. Also, a part of the food of the cyanobacteria. Okay? So, using this, cyano, little by little, will disappear because they have no more food. Okay? Because you give a lot of things food for the bacteria, bacteria will reproduce, will eat nitrogen, will eat phosphates, everything, and so this is the same food for the algae. So because you have more bacteria, they will eat more and more food. Algae will have no more food. It's a competition. So little by little, you will see the algae disappear. But it's not like that. I'm not a magician. Okay, it's, you need to, I'm not a wizard. We need to wait perhaps 1 month doing this kind of dosage and algae will disappear. One dose of salt ammo can buy in how many milligrams of ammonia? In fact, we use in this system we work per box. I mean, you know, we have several kind of boxes. We have boxes with 2 vials and 4 vials. This is for nanotank. So 2 vials, 1 biodigest and 1 stop ammo is for 60 liters when you start up. Okay, so it means 1 vial of stop ammo start will bind 60 liters, will treat 60 liters of your tank at the beginning of your setup. If you have ammonia inside, I don't want to tell you bad things. I need to check. I will send the answer to Kyung, and you can post to you. I don't want to say 10 milligrams, or I prefer to send you the correct answer. But you can see when you start up your tank, 2 vials is for 60 liters. So the startup 2 is for a tank of 60, startup 4 for a tank of 120, the box of 6 is for 180, and doing like that. The box of 30, if you use the complete box, you can set up a tank of up to 1,000 liters. Thank you. Nói chung là bạn chỉ hỏi là cái liều lượng thôi đúng không ạ? Hỏi là một cái liều bio này, stop ammo thì nó có thể là giảm được
bao nhiêu? Bắt được khoảng bao nhiêu là bao nhiêu gram ammo nhé? Thì ông cũng ông trả lời là ông không nhớ cái số chính xác, thì tí nữa bên mình sẽ gửi sau cho bạn. Sau cái chương trình này nó sẽ có một cái bảng chính xác là sử dụng cái này do bao nhiêu luôn. Thì ông không muốn trả lời ở đây tại vì ông không muốn nói chính, ông không nhớ chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà ông ví dụ có nghĩa là một cái ống mà nó có cái hộp, nó có những cái dạng hộp nhỏ, hộp 3 ống, hộp 4 ống á, là một cái hộp đó sử dụng cho hồ bao nhiêu. Ví dụ như ông nói là hộp 3 ống là sử dụng cho hồ 60. Còn giảm cụ thể là bao nhiêu á thì nó có một cái số hơi phức tạp. Thì ông nói là ông không nhớ chính xác, thì tí nữa ông sẽ gửi cho bạn sau. Còn ai có câu hỏi nữa không ạ? Mấy mọi người có vẻ hơi nothing. I will explain. There is not a problem if you overdose biodigest. Why? Because it's living bacteria. Okay? In the vials, they are in dormance because there is no more oxygen inside. So they are in dormance. When you open the vials, you release it in the water. They will adapt to the volume of the tank you have. So there is no overdose with biodigest, no overdosing. You can, it's better if you use the regular doses, okay? It's better for you because you will save money, but if you want to put more, you can do it. It will be better for me, but don't worry. Put the regular dosage. If you overdose, you see, to clean, to remove algae, I say you can overdose biodigest. Instead, every 2 weeks, you use it every week, for example. It's not a problem. It's not a problem. Ý bạn hỏi ông là nếu mà sử dụng quá liều thì có sao không? Tại vì mình nghe là một ống biodigest sử dụng cho 1.000 lít nước. Vậy thì hồ mình có 50 lít nước thì sao? Thì ông trả lời là cái vi sinh bên trong này là vi sinh sống. Nhưng mà mọi người hiểu là cái jumbo không phải là jumbo là cái vi sinh đó sẽ tác dụng cho hồ, mà nó dạng như là chỉ là một cái lượng vi sinh vừa đủ jumbo để nó phát triển tiếp trong hồ. Có nghĩa là sau một ống đó, ví dụ cho hồ 50 lít thì nó sẽ phát triển cái lượng vi sinh đúng cho hồ 50 lít. Còn một ống đó cho hồ 1.000 lít thì nó sẽ phát triển đúng lượng vi sinh cho 1.000 lít. Nó giống kiểu mà nó nở ra vừa đủ với cái thước hồ thì là hết. Cho nên không lo về cái hiện tượng là quá liều. Còn cái biodigest này sử dụng á, là nếu mà anh em càng sử dụng nhiều hồ thì nó lại càng có lợi. Ví dụ như một lần mình mở mình có thể chia đều cho từng hồ luôn. Nhưng mà nhớ là khi mở là phải sử dụng liền. Như mình nói bên trong đó là khí trơ á, khi mà mở ra mình phải dùng liền. Còn mở ra gặp không khí bên ngoài thì nó sẽ bị hư. Thank you. Please. Remove? Yes, remove or yes. So remove, yes. I explained in salt water, yes. But you need to overdose, okay? And it biodigest, not stop ammo, but biodigest and bioptim. You use biodigest and bioptim together. You overdose, I mean every week instead every 2 weeks, okay? And little by little, the biodigest will eat all the food, all the nitrogen compound with nitrogen, etc., in the aquariums. This is the same food for the algae. So if you overdose in bacteria, the competition, the food competition, will be won by the bacteria. So little by little, algae will disappear. Bạn hỏi là cái sử dụng vi sinh đó thì nó có làm giảm cái tảo ở trong hồ không? Thì ông trả lời là nó sẽ có, mà trong trường hợp đó là mình sử dụng là mình gọi là quá liều. Có nghĩa là bình thường là 2 tuần dùng một lần đúng không? Thì bây giờ mình sẽ châm làm mỗi tuần một lần, thì tăng cái liều lượng nó lên. Thì nó tác dụng của nó là ngăn chặn cái nguồn thức ăn của tảo, làm cho tảo không phát triển được nữa. Sao cái đó cũng sẽ gặp nhiều quá.
Nhưng mà cái bo mình lại nghe mọi người nói là nó lại tốt cho hồ chứ không ảnh hưởng gì tới hồ, chỉ có là ngứa mắt hơi khó chịu vì nó phát triển khá là nhiều trong hồ. Thì mình nghe là cái đó nó chỉ xuất hiện á, bọ nước à, cái đó nó chỉ xuất hiện trong trường hợp là cái hồ mình nó ổn định hệ vi sinh đúng không ạ? Thì mình muốn giảm nó thì dễ mà, thay nước hàng tuần để làm giảm cái độ ổn định của nó thì tự nhiên nó sẽ giảm xuống dần. Mọi người còn lại câu hỏi nữa mà. Yes. Anh Thành hỏi giúp ông Nicolas giúp em là ví dụ như là cái startup này á, nó sử dụng cho tất cả nguồn nước, nước mưa, nước giếng, máy luôn ha, chỉ bắt buộc nguồn nước thôi. Để ví dụ như nuôi một cái hồ bên mặt trời đi, thì mình đổ cái này á, thì khi mà trời mưa xuống, có nghĩa là hai cái nguồn nước nó sẽ hòa trộn vào nhau, nó còn có tác dụng hay không? Cái em đang hỏi sản phẩm gì? Dạ, sản phẩm Stop Round Amo Stop Amo hỏi về cái startup đúng không? Dạ đúng rồi. He asked when you do startup for another of water, a different source of water, can we use that? Tap water? Yeah. Tap water, rain water. Different source of water. I will show you. Sorry. Yeah. When you use tap water, may contains. I don't know in Vietnam. I don't know if to make the water safe for human consumption, do you use chlor and chloramine to treat the water? Yes. Okay. So. If you use directly a water containing chlor and chloramines, you will kill, you can kill. If it is only chlor, if it's only chlor, chlorine, you can keep the water and shake it well. Little by little, the chlor will remove, okay? And you can use it. But for chloramine, you can check it every time? No. You need to break the chloramine. So, Prodibio as a product, the name is Chloral Reset, but there is also other brand having this kind of products to prepare the water for the bacteria. It's for fresh water. In salt water, we don't have this kind of problems usually because we use RO water. Okay? No. You don't use it? Yeah. He had to. Can you stop ammo for a different water? For water from river, water from rain? Yes, you can. Yes. You can, for yes, of course. Water. Of course. Okay. Sorry, yes, you of course. Yeah. Không trả lời là dùng được hết, nhưng mà chỉ cần chú ý cái phần đó là mình phải tự lo trước khi sử dụng hơn. Tháp và nước máy thì phải xử lý lo. Nói chung đó là nuôi là em dùng cái nước gì thì em phải hiểu cái nước đó. Cho dù nước giếng thì nó cũng sẽ phải có những cái tạp chất ở trong đó. Mình phải lọc trước khi mà em sử dụng cái hiệu quả. As you were saying at the above, that when we use the such products such as BioDigest or startup, it yep. will somehow cut off the nutrient which form in our here, right? Yes. So no startup. Eh? It's better to use BioDigest and BioOptim if you want to decrease the nutrients for the algae. No. Somehow no. Soil. No. You are the bacteria from BioDigest are really focused on the pollution in the water and really to compete with algae if they need to do it. The plants, there is no problem because a big part of the nutrients from the plant is taken by the roots of the plants. So you have no problem overdosing BioDigest to fight algae. The plants, there is no problem for that.
there is no problem. You can do it. You can use it. You see, for example, ambassadors when they are preparing their tanks for contest to avoid a lot of algae. Of course, they need to use it. So you can do it. Bạn hỏi là cái sử dụng bioreget, biotin thì làm giảm cái nguồn dinh dưỡng của tảo, thì nó có làm giảm nguồn dinh dưỡng của cây thủy sinh trong hồ không? Thì ông trả lời là nó không có ảnh hưởng, bởi vì cái cây mình hấp thụ dinh dưỡng á, là từ cái rễ hút dinh dưỡng ở dưới cái nền á, cho nên cái việc mà sử dụng cái này để sử dụng bioreget và biotin để giảm cái nguồn dinh dưỡng cho tảo á, là nó nằm phần chính ở trong nước. Còn trong nền thì phần dinh dưỡng nó vẫn không bị ảnh hưởng. Còn câu hỏi nữa không ạ? À? Yes. After 2 weeks, we need to refill bioreject and biotin or just only bioreject? It's better to use both because bioptim is really designed to enhance the activity of the biodigest. Why we say to refill every 2 weeks? Because you know, in an aquarium, the strength of bacteria will develop by themselves. So there is one who will be eaten by the other, one will be dying more quickly than the other, etc. So refilling every 2 weeks, you will put the good level of every kind of bacteria in your tank. If you use bioptim at this moment, all the bacteria will enhance the activity of the bacteria. So it's better to use both products. And you can use it at the same time. No problem. And the last question. The last? Yeah. many of my friends ask about, can we use bioptim with another bacterium? Yes. Another brand? Yes. You can use bioptim. In fact, you can play with Prodibio. You can use bioptim with other bacteria. It's nutrients, specific nutrients for bacteria. I don't know all the different species of bacteria my friends use in their products. Yeah. But usually you can use it. There is no problem. Okay. No problem. For also BioKit. BacterKit soil, yes. You can use it even if you don't use Prodibio soil. Yes, ADA, okay, Tropica, okay. Okay. Trong cái nhóm các cửa hàng thì có một cái câu hỏi rất là hay, đó là cái bioptim là thức ăn dành cho vi sinh đó. Thì các bạn hỏi là có dùng được cho những cái sản phẩm vi sinh khác hay không? Ví dụ mình dùng bioptim với lại Stability. Thì ông trả lời đó là cái thành phần mà dinh dưỡng của mỗi cái loại vi sinh á, nó cần ăn cái loại nào thì ông không biết chính xác, nhưng mà thông thường á là hầu như đều được hết. Just one thing, in salt water, if you use pellets, you know the pellets, the bio pellets, yes. Yeah, pay attention because bio pellets is a carbon source. Bioptim will enhance the activity of the bacteria. So the bacteria will develop a lot and they will find carbon source. So you can have a very powerful cycle, okay? Yeah. So you need to do the dosage carefully. Yeah. Hầu hết vi khuẩn nó đều bám ở trên bề mặt.
vào thì ghép với nó khác nhau là stack up đúng không ạ? Phải stack up. They ask no more question. No, I'm joking. They ask what is the difference from stack up and butter kit soil? Butter kit soil contains strengths specially designed for the soil. Okay? Specially designed for the soil. Yeah. Biodigest is the bacteria of biodigest are mainly for the water column. Okay? Even if bacteria of biodigest will colonize everything, but they are mainly focused on to treat the water column, and the bacteria kit soil, the bacteria are mainly for the plant, for the not the plant, the soil. Anh hiểu đơn giản cái giải thích đó nó giống như cái thằng Matrix á, Matrix Bond với đèn nhiệt chát á, cái hạt thực ra nó là một nhưng nó khác về cái size, cái đèn nhiệt chát size nhỏ thiết kế dành cho dòng chảy yếu, còn cái Bond hạt lớn thiết kế dành cho dòng chảy mạnh. Thì ổng nói là ổng sẽ tập trung vào việc cái dòng chảy của nước, có nghĩa khi em sử dụng bắt cái soi ở cái nền có phải là tĩnh không, nó đứng im đúng không? Còn đối với cái BioDigest và BioTeam, ông sẽ sử dụng là dành cho cái cột nước, có nghĩa là cái luồng ao của nước ra, cái dòng nước nó chảy, có nghĩa là nơi có dòng chảy mạnh và nơi có dòng chảy yếu, đó là sự khác biệt. Cái vi sinh bắt từ cái soi tập trung vào việc liên kết với phân nền, liên kết với cái nền. Còn cái BioDigest và BioTeam tập trung vào việc liên kết với lại nước, cái với dòng chảy của nước. Khi dùng bắt cái soi có thể xem cái phần nền đó là một cái lớp vật liệu lỏng, vật lỏng có thể anh biết tiện anh hỏi một chuyện cái là anh biết cái vấn đề cái soi có cải thiện cái bộ nền, cải thiện cái gì em? Cải thiện bộ nền của mình á. Cải thiện về cái gì? Cải thiện về gì em? Cải thiện về bộ nền chẳng hạn như là đến lâu năm mà mình muốn cải thiện cái bộ nền đó, hoặc là nó có quá nhiều cặn dơ như thế nào không ấy cả, mà là làm cái bộ này nó nếu mà mình sử dụng từ ngay từ ban đầu nó giúp cho cái bộ này của mình nó có tuổi thọ lâu hơn không? They ask, can we use bactericide to refresh the substrate? Yes. When you have a old substrate, you can take, you remove a part, you add the bacteria soil in, you shake it well, okay. You wait 1 hour outside, and you bring it in the tank. It will reboost your soil. You can do it. You can do it. What you can do also, because some people do this, you remove. I give you an example, 1 liter of soil, okay? You take a new soil, new fresh soil, you put the bacteria, okay? You wait a little bit, and you take this new enriched soil, and you put inside. No need to restart all the tank. You need to translate. You need to translate. Là như nãy em nói là có thể cái sử dụng cái bắt cái soi có thể refresh cái nền được không á, thì cái nền mà khi sử dụng lâu năm thì gọi là hết đáp rồi luôn đi, thì cái việc đầu tiên làm vẫn phải là lấy cái nền nó ra chứ không phải châm bôi nha, lấy cái nền nó ra rồi cho cái bắt cái soi vô trong cái nước đó, có một phần nước trong hồ, cho bắt cái soi vô trong cái nước đó quậy xong rồi mới cho cái nền vô lại, thì nó đồng nghĩa với cái việc là reset lại cái hồ. Rồi ông nói là đối với nguyên cái hồ đó có thể làm một phần hồ được luôn, ví dụ cái hồ của em cắm cái cây ở phía bên trái và phía bên phải cũng cắm cây chẳng hạn, thì phía bên trái sau thời gian dinh dưỡng nó bị hút nhiều hơn, thì em có thể lấy một phần cái nền ở đó ra và em lại cho bắt cái soi vô quậy ngay cái chỗ đó thôi, rồi cho cái nền cũ vô lại được luôn, không cần phải cho nền mới luôn. Đó là về cái việc quy trình xử lý cái nền thôi nha, cái còn về dinh dưỡng thì vẫn phải bổ sung nha. Em có vài câu hỏi chủ yếu là anh hỏi dùm em cái là em có cần hẹn qua phòng riêng không? Yes, rồi không cần phải giải thích thêm luôn. Cái gì em hẹn nha? Em rồi, em hỏi đi. Đầu tiên nha, là cái file option có thể dùng trong cái bát tơ kích xôi đó, nó có hai ống, một cái ống là bát tơ xôi, một cái ống là nutrient xôi. Đúng rồi.
biopsy to change for the nutrient soil in bacteria soil? In? Yes or no? In bacteria soil? Yes. In bacteria soil, there is two products, bacteria specific for the soil and nutrients specific for this bacteria. It's not exactly the same as bioptim. But if you have not this nutrient, if you want, you can use it. You can use bioptim, but it will not specific for the bacteria of BioKit. Nghĩa là nửa có, nửa không? Nói chung là cái bắt tới cái soi á, là cái bộ vi sinh và dinh dưỡng do vi sinh sử dụng cho nền. Còn cái startup là BioDigest, BioTeam á, là sử dụng cho hồ đúng không? Thì ông nói là cái thành phần bắt tới cái soi nè, gồm có hai cái đúng không? Là đầu tiên là cái butter đúng không? Với lại cái nutrient đúng không? Bắt tới soi, cái nutrient soi đúng không? Bắt tới soi là vi sinh dành cho nền đúng không? Còn cái nutrient soi đó là cái nguồn dinh dưỡng dành cho cái vi sinh đó. À, nó có một chút sự khác biệt so với cái thằng bioptim kia. Có nghĩa là nó sẽ dùng là chỉ một phần thôi, không đạt hiệu quả 100% bởi vì nó có sự khác nhau. Rồi. Em hỏi thêm câu nữa, anh nhớ nhắc ổng trước là yes or no. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. 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 You can. You can. Cái stock ammo có thể dùng được trong trường hợp mà NOA cao, tức là NOA hạn 25-50 trở lên. Tại vì có một vài khách hàng của em có sử dụng để thí nghiệm, nhưng mà họ không thấy giảm được hoặc như thế nào đó. Thì trả lời em là yes. NOA không tăng nữa thôi chứ không thể nào giải quyết được NOA. They ask when is the time NO3 high. Excuse me? They ask when is the time. Yes. Yes. Can you stop ammo to reduce? No. Stop ammo is not designed to remove nitrates. It's designed to remove ammonia and nitrate. You need to do. Nó chỉ giữ lại thôi, nó không triệt tiêu em, nó chỉ giữ thả giữ thả. Cái triệt tiêu là cái gì? Là cái biodiesel. Ý là ông ngoài là nó bắt cái nào hả? Có bắt luôn cả những cái mới sản xuất là được mà. Stop ammo can do to reduce NO3. Thôi gọi đi anh trả lời ông luôn. Stop ammo? Stop ammo? No. Stop ammo bind. It's a chemistry. In fact, stop ammo can catch ammonia and nitrates. And nitrate. No nitrate. For the nitrate, it's very easy. You do a water change, and you do a water change, or you cut plants, you remove. Là cái đó giảm ammoni và giảm cái NO2 thôi. Là cái NO2 là cái độc cho hồ. Còn cái NO3 ammonia in nitrate. Em thay nước là nó hết. Rồi, ok, last question. Khách hỏi nhiều. Let's go. Cái hỏi là về cái phí ammoni đi. À, cái ammoni theo như mà câu hỏi này câu hỏi của em. Theo như em tìm hiểu thì nó sẽ có hai dạng. Một là dạng ion, hai là dạng phí. Thì cái stock ammo này nó có sự nó có bắt luôn cả dạng khí và dạng ion hồ. Là khí thì nó bay đi em, bắt rồi đi. Khí em chỉ cần là có cái dòng chảy trong hồ nó đã bốc ra rồi. Nó bắt ion rồi. Bắt ra rồi. Chỉ có ion hòa tan trong nước á, thì nó mới có tác dụng thôi. Còn cái khí em chỉ cần sủi oxy hoặc là em có cái dòng chảy của lọc á, thì nó tự bốc ra. Rồi. Bắt quần nữa em. Thôi trả lại cho anh. Bắt quần cách cho anh. When it is the last question? When? We'll be stopped now. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Giới thiệu đến Bro Hoàng Tiến. Cảm ơn ông Nicola đã có những cái giải đáp. Chắc là các bạn sẽ không có một
dịp thứ hai để mà hỏi những cái câu hỏi như vậy, cho nên là hơi nhiều, thì mong anh em thông cảm. Rồi tiếp theo là xin mời idol Hoàng Tiến, là CEO của Sài Gòn Stream Shop, CEO của The Brother Nature và một trong những người gọi là đầu tiên của Việt Nam mình nuôi và lai tạo xuất bông tế bông, mà xuất bông nuôi lai tạo mà thành công luôn. Và từ giám đốc chi nhánh ngân hàng thì anh ấy đã bỏ để về quê trồng rau, trồng thêm rau, nuôi thêm cá. Và bây giờ thì nhiều quá hơi nói nhiều quá, hơi nói đây.